hỡi mưa rơi chiều nay. Các bạn nghe cái giọng hát rất là hay ha, và âm thanh rất là thoáng đạt. Chúng ta đang nghe đĩa CD, một cái đĩa nhạc chép thôi, nhưng mà chất âm ra rất là tốt. Đây là con Bose PS321. Một cái dòng thì nó quá nổi tiếng rồi các bạn. Chủ yếu là chúng ta xem về cái hình thức cũng như là cái tính năng này hoạt động như thế nào. Thì con này các bạn thấy ở ngoại hình tổng thể rất là đẹp nha. Và mình về tới 15 bộ lận. Và tuy chưa có đăng chính thức lên thì đã khách đã chốt được 2 bộ rồi. Chung là khách quen hoặc là khách một khách thì khách quen, một khách thì ghé qua tiệm để mà xem hàng. Nhân tiện nói về cái địa chỉ thì số 1D đường 12, phường An Lạc A, quận Bình Tân, đối diện cổng bến xe miền Tây cho các bạn dễ hình dung nha. Đối diện cổng trạm bến xe miền Tây đi vào khu tên lửa. Có thể đậu xe hơi được các bạn nha. Tại mình nói câu này bởi vì nhiều khách cũng có đi ô tô á. Còn ship code toàn quốc, các bạn cứ việc đặt cọc thôi. Còn phần còn lại là giao tận nơi thu hộ, được xem hàng trước khi nhận để các bạn đảm bảo cái sự an tâm. Còn ở đây chúng ta Bose 321 này là một cái dòng đời sau của những cái con Bose mà gọi là Bose xí ngầu của các bạn. Bởi vì nó đã có cổng quang rồi các bạn nha. Đây nè các bạn, Bose xí ngầu. Nếu mà cầm vào thì các bạn sẽ cảm nhận được thì hai con nó nặng cũng gần tương đương với nhau. Bose xí ngầu mà Bose xí ngầu đôi nha, các bạn đừng có so sánh với Bose xí ngầu đơn. Đơn là một, đôi là một cặp này. Đó. Thì cái con này ở bên trong nó cũng được trang bị hai loa. Thì con này bản thân hai loa hai hướng sẵn rồi. Hai cái lỗ thông hơi hai bên này các bạn. Được thiết kế theo dạng hình cánh quạt. Cái bề ngang này tầm khoảng 19,5, các bạn hình dung là 20 để cho dễ nhớ nha. Rất là nặng tay luôn. Còn cái phần đầu máy của chúng ta thì cái bề ngang này tầm khoảng nãy mình đo là khoảng 36 cm các bạn nha. Và chơi được CD, DVD. Và tất nhiên có cổng quang cho các bạn gắn trực tiếp vào Smart TV. Còn cổng analog thì quá thông dụng rồi, gắn với là hộp Bluetooth. Ở đây chúng ta có hộp Bluetooth loại 150 và mình sẽ test sau cho các bạn nha. Thêm tính năng này Bluetooth 5.0 rất là tiện. Coi như là chơi đĩa nè, chơi TV nè, cổng quang và chơi điện thoại. Hoặc là cổng này các bạn có thể kết nối với lại máy tính. Đó. Với giá thành phải gọi lần này là cực kỳ mềm luôn. 6.800.000, hàng đẹp zin nguyên bản và đặc biệt là có khiển zin. Ai không lấy khiển zin trừ không lấy khiển zin mà đổi qua điều khiển học lệnh nha. Điều khiển học lệnh á vẫn mình copy đầy đủ tính năng qua thì các bạn trừ ra 500. Cái khiển zin này các bạn có thể đi mua ở bên ngoài với giá rất là cao nha. Và ở đây chúng ta có này series này, series 2, con này series 3. Đó. Còn ở đây là những cái bộ nè, hồi đó mình đang để sẵn hết rồi, đang chưa có vệ sinh. Nhưng mà đang gom lên để kiểm tra và test vệ sinh xong. Hôm bữa đầu khách qua thì cũng thấy nhìn thích quá rồi, chưa kịp vệ sinh luôn. Khách test nghe hay, rồi để cọc rồi vệ sinh rồi mới khách mới chạy qua lấy. Còn ở đây chúng ta, nè các bạn, có một bộ với công suất này mà các bạn, có một chế độ True Space. Cái công nghệ này công nghệ mà nghe nhạc theo kiểu cảm giác như là không gian mở á. Đây là một công nghệ rất là đặc trưng của Bose. Nó trải rộng trên nhiều cái phiên bản âm thanh của Bose. Không phải là dạng này không mà nhiều cái phiên bản dạng loa khác. Thì công nghệ True Space này nó sẽ cho một cái cảm giác như là các bạn cái âm thanh nó tràn ra phía sau luôn á. Tràn ra phía sau luôn nha. Nên cái cảm giác như là chúng ta có một cái không gian nghe nhạc nó hoàn chỉnh, nó sống động hơn. Mà không phải là dạng âm thanh vòm các bạn, mà nó có nghĩa là nghe nhạc nhưng mà không gian mở. Đó. Hai cái loa này nè, các bạn để cho nó rộng ra. Các bạn ví dụ có cái bàn TV ha, cái bàn TV thì các bạn để rộng ra, để rộng nhất có thể cho mình nha. Còn ở phía sau á là cái dây loa của nó. Nhưng mà cái cáp này là cáp zin. Cái chui zin đi, còn cái dây là dây zin, ruột là ruột đồng ha. Bộ Bose này được cái độ hoàn thiện của nó về cái phần zin á, cả về dây. Dây này rất là dài. Cái một dây một bên dài tới 4 mét lận. Còn cái cục súp của chúng ta cũng được trang bị cái dây zin luôn. Đây. Nó truyền tải tín hiệu súp và tín hiệu nguồn điện luôn các bạn thấy. Cái dây rất là dày. Còn dây này dây loa nè. Đó. Nên hoàn thiện về cả về cái phần âm thanh và cái phần những cái phần linh kiện của nó cũng là đồ zin. Và cả khiển zin nữa nè các bạn thấy không. Chỉnh bass treble.
con này với cái phần tinh chỉnh bass treble lên tới cộng 15 nên cái phần thay đổi nó rất là lớn. Và đặc biệt các bạn để cục sub ở dưới đất thì con này đánh miễn bàn luôn, cục sub đánh 2 bass 16 bên trong. Và các bạn biết rồi, cái âm trầm của Bo, ngay cả những con đốc gọn như là con Bose, đây Bose Way nè, mình test rồi ha, ngay cả những cái con này nó đã mang lại một cái âm trầm rất là tốt so với cái tầm giá và với kích thước của nó rồi. Và đặc biệt là đặt kế những con hãng khác đó, thì tất nhiên âm trầm của nó mang lại cực kỳ ấn tượng. Còn cái con này mà đánh được hai cái sub bass riêng ở trong đây, một cái thùng loa, một cái thùng sub điện với chiều sâu là 49 cm, 49 nha, 49, chiều cao là 36, còn chiều ngang là 22, và nó nặng tới mười mấy ký lận, trên chục ký. Bass riêng, một cái loa vệ tinh này riêng, một loa này hai củ bên trong thì 100W mỗi loa. Công suất của nó là theo cái công bố của nhà sản xuất là tầm từ 300 tới 350W thực tế các bạn nha. Đó, thì khi các bạn để cục sub dưới đất và các bạn trải rộng hai cái loa này ra xa ra thì nó sẽ cho một hiệu ứng âm thanh cũng như đặc biệt là phần công suất đến tay các bạn nghe phải gọi là rất là tốt luôn. Quay trở lại với phần cổng AUX, chúng ta kết hợp với hộp Bluetooth này các bạn nha. Thì đây là nó quá thông dụng rồi, rất là tiện nữa. Cái hộp đó nó có thêm cái phần USB, nếu các bạn muốn gắn USB vào để nghe nhạc hoặc là tiện lợi với những cái công việc khác nữa. Và mình sẽ chơi nhạc, chắc mình sẽ chuyển qua chơi nhạc mạnh đi ha. Lúc đầu nãy nghe nhạc trữ tình rồi, thì các bạn thấy hồi nãy lúc đầu á là mình để là không hết nha, bass không, treble không. Còn bây giờ mình sẽ chỉnh lên mức cộng 5. Đây mình để sẵn mức cộng 5, hồi nãy là không hết nha, để mình cảm nhận cho các bạn cảm nhận được cái sự âm trữ tình nó dễ chịu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Con này cái mức trep lên rất là cao, cũng như là cái phần bass đánh thì miễn bàn về phần âm trầm luôn. Có thể nghe nhạc, xem phim, chơi game, xem cái chương trình TV thể thao. Và có cổng quang, có cổng analog và đặc biệt có phần CD đọc tốt để chép. Còn DVD thì cũng tùy thôi các bạn nhé. Tại vì thường mình cũng không có dám nói nhiều về phần DVD. DVD thì nó thường khá là kén đĩa Việt Nam, bất kỳ các dòng nào ở bên thị trường Nhật về luôn. CD thì mình dám nói thẳng với các bạn được, còn phần DVD thì nó khó nói lắm. Và với những cái phụ kiện zin hàng đẹp này nè, xước xác nhỏ tất nhiên là phải có nha các bạn, chứ các bạn đừng nói bây giờ chẳng hay có một đường chỉ nhỏ đây nè, đó đây nè xíu à, nhưng mà tổng thể phải đẹp, nói chung là tổng thể là đẹp, hàng zin nguyên bản hết, và đang chạy tốt. Con này thì các bạn để phòng khách chung cư thì làm phiền hàng xóm là chuyện hiển nhiên rồi. Còn mà những cái phòng khách lớn luôn nha, tại vì công suất thực tế của nó và đặc biệt là cái âm trầm và cục sub đặt dưới đất đó, nó lan tỏa ghê lắm. Và cảm ơn các bạn một lần nữa đã theo dõi và đăng ký kênh của mình ha. Với mức giá là 6.800.000 với có điều khiển zin luôn, đầy đủ ha, hàng đẹp, có ship code toàn quốc và có thể lại tận nơi để xem hàng.
còn nhiều sự lựa chọn cho các bạn, ví dụ con xe đi 2, con xe đi 3 vân vân. Thì nhưng mà công suất nó cũng khá là tương đồng, nó thay đổi một chút. Rồi còn cái con này thì chúng ta dễ hơn, có những cái dễ để mà có mức giá mềm hơn cho các bạn nha. Đó, đây đây nó về nguyên bộ nè. Còn tại mình đang vệ sinh các bạn ha. Và test lại nữa.